Sư cho con hỏi là hiện nay mọi người thường nói trộm vía. Ví dụ như trộm vía dạo này kiếm được nhiều tiền, vì sợ nếu không nói trộm vía thì đang kiếm nhiều tiền tự nhiên kiếm ít tiền lại hoặc mất việc luôn. Hay có ai đó nói dạo này da đẹp quá ta, cái tự nhiên hôm sau lên mụn quá trời luôn. Cá nhân con thấy trường hợp như thế trải qua và thấy đúng việc nên nhiều hay khi hay nói trộm vía lắm, mong sư giải đáp vấn đề này giúp con. Cái thứ nhất á, là ba cái vụ mà trộm vía thì nó chỉ có Việt Nam mình mới có thôi nha. Qua Campuchia, qua Miến, qua Lào, qua Thái, qua Mỹ, qua Đức, qua Anh chả ai có. Cho nên á, là cái này á, chúng ta có thể nói là cái quan niệm dân gian ở một số khu vực của Việt Nam, chứ không phải là toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, không phải, chỉ là một số khu vực. Còn cái chuyện mà quý vị nói là tại sao mà mình nói thì một số cái mình nói thì nó mất. Nó như vậy nè, nó không phải là cái vụ mà trộm vía hay là không trộm vía, mà đó là do mãnh lực bất thiện của tâm ngã mạn. Nếu mà quý vị không tu, quý vị không có ngờ tới cái đó đâu. Là khi mình nói một cái gì đó mà có cái tâm ngã mạn á, thì cái ác nghiệp của tâm ngã mạn đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái thiện nghiệp mà mình hưởng. Hoặc á, là đôi khi á, chư thiên á, họ nhìn mình họ ngứa mắt. Tại vì có trường hợp như thế này nè, trong một lần á, có một ông Bà La Môn, ông này giàu dữ lắm, ông trưởng giả ông giàu dữ lắm, ông rất là keo kiệt, ông keo tức là ông không có cho ai ăn cái gì hết trơn á, mà ông đi thì ông đem đồ ăn thức uống ông đem theo để mà ông ăn dọc đường. Thì khi mà đi tới cánh đồng ông ngồi ông nghỉ trưa thì ông mới kêu người hầu á, bày đồ ăn ra cho ông ngồi ông ăn. Ông ngồi dưới cái tán cây, ông ăn bánh, rồi ông suy nghĩ á, là mình sướng vậy, cỡ Đế Thích thì chắc cũng tới vậy là cùng. Thì Đế Thích nghe được ngứa tai, gọi là chướng tai gai mắt. Đế Thích mới làm một chuyện là đi về cái về nhà ổng á, biến hình làm cái người giống như là giả trang làm ổng. Thì người hầu kẻ hạ thì thấy chủ về thì cũng đón bình thường á. Như vậy Đế Thích trong lúc bây giờ mang hình hài của cái ông chủ, mới nói là bây giờ ta đổi tánh rồi, mở kho hết ta cho hết, thiên hạ ai tới ta cho, coi như là tiền mở kho hết là thiên hạ họ nhào cái họ cho họ gom biết bao nhiêu vàng bài vàng bạc châu báu họ gom hết. Tới hồi cái người hầu á thì cũng có đứa nó đi thì nó gặp cái ông này, ông đang ngồi ông ăn bánh ở dưới cái cây đó. Ủa ông chủ, mới thấy ông chủ ông kêu ông mở kho vàng cho thiên hạ lấy mà sao giờ ông ngồi ở đây. Ông này ông quảng hồn, ông về ông thấy thiên hạ gom vàng của ông tá quả. Thì nói chung là cuối câu chuyện á, thì vua trời Đế Thích á, mới hiện ra và nói là đại loại tại ta thấy mi ngã mạn quá, ta làm cho mi biết. Mà xin thưa là mi không có mất đồng nào đâu. Và đóng kho lại đi, rồi đóng kho lại rồi bị kiểm tra là không có mất xu nào hết trơn. Thì khi đó cái ông này mới biết là cái năng lực của Đế Thích nó mạnh tới như vậy. Lúc đó ông mới dẹp bỏ cái lòng ngã mạn của ông. Cho nên là đôi khi cái vấn đề mình nói nó không phải là cái vụ mà trộm vía hay không trộm vía, mà do cái ngã mạn của mình, chính ngã mạn nó làm hại mình. Thành ra là Đức Thế Tôn nói có nhiều nguyên nhân dẫn tới cái chết. Một trong số đó là sự ngã mạn làm cho mình chết.
có những người chết do ngã mạng. Thì đó là cái câu trả lời qua câu hỏi tiếp theo.